Cái chủ đề video ngày hôm nay thì như mọi người đã biết, cái năm nay là cái năm chưa bao giờ cái mùa hè nó khắc nghiệt như cái năm nay, nắng nóng dữ dội, kinh khủng luôn. Và cái vấn đề sử dụng nước hoa, chọn mùi hương thì lại càng rất là quan trọng, bởi vì cái thời tiết này nó rất là nó nóng, oi, độ ẩm cao, thì chọn một cái mùi hương nào nó dễ chịu, nó đừng gây khó chịu cho mọi người, nó đừng gây những ánh mắt hình viên đạn khi nhìn vào mình, nó mới là cái điều quan trọng. Và ngày hôm nay mình sẽ gợi ý, giới thiệu sơ qua những chai nước hoa mà có cái mùi hương nhẹ nhàng, đơn giản như kiểu mùi hương Shopee, mùi xà phòng ấy, rất là nhẹ nhàng, rất là dễ chịu. Các anh em có thể xịt 5 phát, 10 phát tùy mọi người mà nó vẫn mùi hương nó vẫn cứ như thế, nó nhẹ nhàng, nó thoang thoảng đó. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các anh em ở những chai nước hoa như thế. Đầu tiên thì mình cũng muốn nói qua, ví dụ như anh em nào đam mê cái mùi cam đi thì có hai chai nước hoa rất là hay. Mình thì mình không phải là một fan của cái mùi cam, bởi vì mùi hương này đối với mình thì nó hơi đơn điệu, cho nên mình không phải là quá là đam mê. Nhưng mà cũng có hai chai nước hoa mình đã mua chiếc cũng thấy rất là hay, đó là Dior Homme Cologne và Acqua di Parma Armeria di Capri. Đấy, hai chai nước hoa này mình chỉ có chiếc thôi. Đây là hai chai mà có cái mùi cam rất là dễ chịu và ngửi cảm thấy nói chung là nó rất là hợp với những không khí ngày đang nắng nóng như thế này. Xịt nó nhẹ nhàng, nó không gây khó chịu đối với mọi người và mình cảm giác mình cảm thấy không mệt mỏi khi phải ngửi nước hoa. Thì hai cái chai này anh em cũng nếu mà có dịp thì mọi người cũng thử nên mua chiết và check thử mùi xem nào, đặc biệt là cái Dior Homme Cologne này khá là nổi tiếng. Ok. Ở vị trí số 10 chai nước hoa mình muốn giới thiệu đến cho các anh em đó là Clinique Happy for Men. Trong cái tạp chí Element, tạp chí dành cho phái mạnh, mình không biết mình phát âm cái trang tạp chí là có đúng hay không, thì có một cái bài viết rất là hay, đó là 7 cái giai đoạn của một người đàn ông. Và chai nước hoa Clinique Happy for Men này nó được xếp vào ở cái giai đoạn tuổi 20, tuổi thanh niên, tuổi mơ mộng và trẻ trung. Nó cũng đúng như cái mùi hương của chai nước hoa này. Anh em mở nắp ra thôi, ngửi mùi cảm thấy nó cảm thấy một cái gì đó nó rất là happy, nó rất là nhẹ nhàng, cảm giác như là cuộc sống lúc đấy nó là một cái màu hồng nó nhẹ nhàng, chứ nó chưa có một cái gì nó pha tạp, nó chưa có một cái tạp chất. Đấy, sau khi ra đời thì nó mới có nhiều tạp chất, còn ở cái tuổi 20 thì nó vẫn rất là romantic. Thì cái mùi hương của Happy for Men này nó mang đúng với cái tinh thần của tuổi 20, nhẹ nhàng, thơ mộng. Đó, ở vị trí số 10 mình muốn giới thiệu cho các anh em. Ở vị trí số 9 chai nước hoa cũng rất là hợp với những ngày thời tiết nắng nóng dữ dội như hiện tại, đó là Acqua di Giò của nhà Giorgio Armani. Chai nước hoa này thì mọi người đều biết, mình cũng biết và báo chí cũng biết rất là nhiều, mình không cần phải nói lại. Mang đậm cái hương vị của Địa Trung Hải và một cái mùi hương kinh điển dành cho nam, thì mình nghĩ là đáng nên có trong những cái chai nước hoa mùa hè dành cho những ngày nắng nóng dữ dội này. Ở vị trí số 8 đó là một bộ đôi sản phẩm của nhà Prada. Nhà Prada và nhà Yves Saint Laurent là hai cái nhà nước hoa mà mình rất là hâm mộ. Do mình hâm mộ cho nên là mình có những cái ý kiến nó khác với những cái YouTuber đánh giá khác. Ví dụ như là Jeremy Fragrance, anh ta luôn đánh giá là nhà Prada nên chỉ tập trung vào những cái gì mà họ giỏi. Mà ở đây là hai dòng sản phẩm Prada Amber Pour Homme và Prada L'Homme. Hai chai nước hoa này, một chai nước hoa chai nước hoa này thì nó có cái, bởi vì nhà sáng chế tạo ra mùi hương này là nữ, cho nên chai nước hoa này nó mang âm hưởng một cái gì đó, nó mang phong cách mềm mại của nữ giới đó. Và chai thứ hai đó là Prada L'Homme, một mùi hương hoa diên vĩ. Thôi mình chỉ nói thế thôi, anh em cũng biết rồi. Thì hai chai nước hoa này cực kỳ thích hợp vào cái ngày hè oi ả ở Việt Nam mình. Xịt, anh em xịt thế nào cũng được, tùy bắn bao nhiêu cũng được, tùy không thành vấn đề, vì cái nhất là cái tính chất bám mùi của nhà Prada này bao giờ nó cũng rất là thoang thoảng, nó mang một cái gì đó có vẻ thanh lịch chứ nó không phải là một cái gì đó là nặng đô. Cho nên là về số lần xịt thì các anh em có thể ít bị giới hạn hơn. Thì quay trở lại với cái ý kiến của Jeremy thì anh ta cho rằng nhà Prada chỉ có hai chai nước hoa này là đúng với cái thế mạnh của họ, còn những chai nước hoa khác ví dụ như Prada Amber Pour Homme Intense, Prada Luna Rossa nó thì nó hơi không được ok cho lắm, nhưng mình thì mình không đồng ý quan điểm đấy. Đối với mình thì tất cả những cái chai nước hoa còn lại của nhà Prada, những cái chai nước hoa mình vừa list ra, cái mùi hương của nó cũng rất là ok, nó cũng rất là độc đáo. Nhưng mà mình nghĩ là sẽ có một cái dịp video mình sẽ nói riêng về những chai nước hoa của nhà Prada này. Còn hôm nay thì với cái thời tiết nắng nóng trên toàn quốc thì hai chai nước hoa này là mình muốn giới thiệu đến cho các anh em ở vị trí số 8. Ở vị trí số 7 đó là Ferrari Essence Musk. Cái mùi hương này không phải là xuất sắc, nó không phải là một cái gì đột phá, nó không phải là một cái gì đó mang tính cách mạng trong những mùi hương trong mùa hè. Nhưng mà đối với một cái sản phẩm của một nhà không phải là chuyên về nước hoa mà chỉ chuyên về ô tô đó rất là nổi tiếng ở Ferrari, thì đây là mình đánh giá đây cũng là một cái sự chăm chút cho những cái sản phẩm hơn rất là nhiều nhà nước hoa khác. Mùi hương trong trẻo, dễ chịu, nói chung là không phải là một mùi hương kinh điển của mùa hè, nhưng nó không phải là mùi hương tệ, và cái quan trọng nhất là giá của nó khá là mềm, rất là mềm luôn. Anh em sinh viên nào mà muốn tìm một cái mùi hương nó gọi là cả mùa hè có thể dùng được mọi dịp thì Ferrari Essence Musk là một cái sự lựa chọn cho các anh em. Ở vị trí số 6 đó là một sản phẩm của nhà Hermes, nó có tên là Un Jardin Sur Le Nil. Một trong những cái bộ sản phẩm trong bộ sưu tập mà cái gì phương Đông của nhà Hermes, mình không nhớ tên lắm. Khu vườn Hermes thì phải, mình không nhớ chính xác, nó có 5 chai. Thì bởi vì mình cũng được thưởng thức khoảng, mình cũng được ngửi khoảng 3 hay 4 chai gì đấy, và cái chai này là mình thấy ưng nhất mà mình đã mua. Cái mùi hương chủ đạo của chai nước hoa này là xoài đó, xoài và có sen, nốt đầu là có xoài và sau đó là sen, rất là nhẹ nhàng, rất là có một cái nét gì đó có quyến rũ. Bởi vì đây là mùi hương của unisex cho nên là các bạn gái dùng cũng được và các anh em nào dùng cũng được. Bạn gái mình thì mình thích cái mùi hương này các bạn gái dùng hơn là con trai. Thế nhưng mà anh em nào nếu mà thích cái mùi hương ví dụ như là sơ mi quần nâu và xịt cái mùi hương này đi làm văn phòng ấy, rất là ok, nhẹ nhàng và tinh tế. Đây, Un Jardin Sur Le Nil. Ở vị trí số 5 đó là một sản phẩm của nhà Guerlain, nó có tên là Aqua Allegoria Mandarin Basilic. Một mùi quýt rất là thật, một mùi quýt nói thế nào nhỉ, khi mà mình xịt xong mình có nghĩa là khi mà các bạn mở nắp, các bạn ngửi và các bạn xịt thì nó mang một cái mùi hương rất là chân thật, một cái mùi hương quýt không lẫn vào đâu được, nhẹ nhàng và rất là dễ chịu. Phải nói thực sự là mùi hương này rất dễ chịu, nó làm chúng ta nhớ đến một cái mùi quýt chín mọng ngọt ngào đó. Đợt nọ thì mình nhầm cái mùi hương này là của cam, nhưng mà về sau được bổ túc văn hóa lại thì nó là mùi hương của quýt. Nói chung chai nước hoa này thì các chị em nào mà mùa hè mà xịt ấy, xong rồi mỗi một cái phong cách thời trang, cái style nó nhẹ nhàng thì mình xịt thêm cái mùi hương của chai nước hoa này thì thực sự là giết người hàng loạt, không đùa được, đừng đùa với nhà chùa. Ở vị trí số 5 Aqua Allegoria Mandarin Basilic. Ở vị trí số 4 đó là SeanJohn Unforgivable, rượu rum và cuối cùng là cái nốt gì mình không nhớ lắm, nhưng mùi hương này rất là thư giãn, phải gọi rất là thư giãn. Mặc dù SeanJohn không ra nhiều sản phẩm và nói chung khi mà nhắc đến cái dòng thương hiệu này thì chỉ có chai Unforgivable này được nhắc đến, nhưng mà để mình nói thế này, anh em nào mua chai nước hoa này xứng đáng nó đến từng xu luôn, các anh em chắc chắn sẽ không phải thất vọng mùi hương của Unforgivable. Ở vị trí số 3 đó là Tom Ford Neroli Portofino Forte. Đây là cái bản nâng cấp tiếp theo của Tom Ford Neroli Portofino. Ở cái bản phiên bản cũ thì bị chê rất là nhiều về cái khả năng bám tỏa, nhưng ở cái chai này thì nó được nâng cấp lên rất là nhiều. Anh em nhìn cái chai nước hoa này nó cảm thấy nó và cái poster quảng cáo của nó, đó là hai hình một đôi nam nữ đang gọi là đong đưa, đúng không, treo hoa gẹo nguyệt rồi cầm những cái bình giống như kiểu là xà bông đổ vào nhau ấy. Đấy thì những cái poster đấy cũng đã nói lên cái mùi hương của chai nước hoa này. Nó giống như kiểu khi mà chúng ta mở nắp ra chúng ta ngửi thì giống như kiểu chúng ta đang ở trong một cái bồn tắm đầy xà bông mát mẻ, dễ chịu và sạch sẽ. Thì mùi hương của chai nước hoa Tom Ford này cũng thế, và đây cũng là một sự lựa chọn trong những ngày hè đang nóng gai gắt như thế này. Neroli Portofino Forte. Tiếp theo đó là một sản phẩm của nhà Thierry Mugler Cologne. Cái mùi hương của chai nước hoa này thì để nói về nó rất là đơn giản. Các anh em khi mà tắm rửa xong, đúng không, xà bông sạch sẽ rồi, xả nước sạch sẽ rồi, thì cái mùi trên cơ thể của mình như thế nào thì khi mà các bạn xịt chai nước hoa này cũng thế. Nó rất là đơn giản, nó rất là nhẹ nhàng, rất là sạch sẽ, cảm giác trong mình rất là clean, đó kiểu như thế. Nhưng rất là tiếc là cái khả năng bám mùi của chai nước hoa này cũng rất là bị hạn chế. Cho nên nếu như anh em nào mà có ý định sử dụng chai nước hoa này thì mình nên chiết đó, mang theo người và lúc nào cũng đó thì nó sẽ tăng cái khả năng lưu hương cả ngày hơn. Thì vừa xong mình vừa giới thiệu đến anh em 9 chai nước hoa mà rất là hợp sử dụng trong những ngày nắng nóng oi ả gai gắt này. Tất nhiên nó còn rất nhiều những chai nước hoa khác, còn rất nhiều, nhưng mà với cái hiểu biết của mình thì mình chỉ có thể giới thiệu đến cho anh em 9 chai nước hoa này. Mình rất là hy vọng các anh em cảm thấy thích video, hãy like và share nếu anh em cảm thấy có video có giá trị, và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.